Minh Pô đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Hiện nay thì nghe nhạc trên YouTube đang dần trở nên phổ biến và được rất nhiều các bạn trẻ ưa chuộng. Và phải nói thật là kho nhạc ở trên YouTube thì quá là đa dạng và phải nói là bài nào cũng có. Tuy nhiên thì có một bất tiện khi chúng ta sử dụng YouTube để nghe nhạc, đó là khi tắt màn hình máy điện thoại đi thì YouTube sẽ không là ứng dụng chạy ngầm và chúng ta sẽ không thể tiếp tục nghe nhạc được nữa. Và việc nghe YouTube mà vẫn bật màn hình thì thứ nhất là sẽ tốn khá là nhiều pin này, thứ hai thì đôi khi là rất là bất tiện. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể tắt màn hình mà vẫn được nghe nhạc trên YouTube. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà sử dụng điện thoại iPhone này hay là những thiết bị iOS thôi. Còn những thiết bị Android thì hãy hẹn ở video sau nhé. Có hai cách giúp cho các bạn có thể nghe nhạc trên YouTube khi mà tắt màn hình. Thứ nhất là sử dụng Safari này, thứ hai là sử dụng ứng dụng của bên thứ ba. Và tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn thì các bạn có thể tùy chọn phương thức để có thể phù hợp nhất với mình nhé. Cách thứ nhất mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bằng sử dụng Safari. Đầu tiên thì chúng ta hãy khởi động trình duyệt Safari ở trên iPhone hoặc iPad của mình. Ở đây thì mình sẽ dùng trên iPhone XS Max. Sau đó thì truy cập vào trang web xem YouTube và tìm kiếm video cần tìm. Rồi và hiện tại mình đang ở YouTube và chúng ta sẽ tìm một bài nhạc mà chúng ta yêu thích nhá. Ở đây thì mình sẽ thử tìm một bài nhạc mà mình thích này. Ok, và đã xuất hiện được bản nhạc mình yêu thích rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhấn vào phần chia sẻ. Các bạn lưu ý nhá, không phải là phần chia sẻ ở trên trang YouTube mà là chia sẻ ở trên Safari của mình này. Rồi và sau đấy thì chúng ta sẽ nhấn vào phần yêu cầu trang để cho máy tính bàn. Đây, ok. Lúc này thì một giao diện xem YouTube khác sẽ hiển thị ra cho các bạn. Và hãy nhấn tiếp nút play để có thể chơi nhạc. Ôi trời ơi, đây là quảng cáo rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhấn play để phát bản nhạc này. Rồi và bây giờ các bạn sẽ nhận ra điều kỳ diệu nhá. Tắt màn hình và nhạc vẫn tiếp tục chạy đúng không? Đấy, ở đây thì các bạn mở lên thì sẽ xem được là tên bản nhạc này, cũng như là có thể tạm dừng hoặc là tiếp tục phát bản nhạc này. Rồi vào đây thì chúng ta cũng có thể tăng giảm âm lượng này. Và ưu điểm của cách này đó là không cần phải cài thêm ứng dụng nào. Tuy nhiên nhược điểm đó chính là thao tác dườm ra. Cách thứ hai đó chính là chúng ta sử dụng một ứng dụng ở bên thứ ba. Và ở đây mình chọn đó chính là ứng dụng Opera Mini. Các bạn hãy vào App Store để tải Opera Mini. Ở đây thì mình đã tải sẵn cho các bạn rồi. Và vẫn tiếp tục như vậy, Opera Mini có thể chạy ngầm video YouTube mà không cần phải chuyển về cấu hình máy tính rườm rà như là cách trên. Các bạn chỉ việc nhấn vào YouTube này, ở trên Opera Mini. Sau đó thì chúng ta tìm bản nhạc mà mình yêu thích. Rồi và mình đã tìm kiếm được bản nhạc mà mình đang yêu cầu. Và ở đây chúng ta nhấn vào bản nhạc. À, quên mất, cho to lên. Ok. Nghe rất mượt mà rồi phải không nào? Rồi và khi nhạc đang phát thì chúng ta hãy vuốt ở phần thông báo này. Ở đây thì sẽ hiện ra bản nhạc mà đang phát ở trên Opera Mini cho mình. Rồi, chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được ở đây. Và không chỉ như vậy, khi mà chúng ta thoát ứng dụng Opera Mini này ra thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục phát được bản nhạc này bằng cách nhấn vào nút play. Đó, điều chỉnh âm lượng, tắt màn hình vẫn có thể nghe được. Rất đơn giản phải không nào? Như vậy vừa rồi mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách mà có thể tắt màn hình mà vẫn nghe được nhạc ở trên YouTube. Và hy vọng rằng video này hữu ích dành cho các bạn hay nghe nhạc như mình. Đừng quên để lại một like hay một subscribe để ủng hộ VN Review nhé. Và các bạn đang có băn khoăn, thắc mắc hay là vẫn còn muốn đưa ra những thủ thuật nào nữa thì hãy để lại phía dưới phần comment này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video.